JK Audio nghe chưa đủ thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, JK Audio xin chào anh Minh nhá, anh ở ngã ba Tiền Trung, thành phố Hải Dương. Vâng, hôm nay anh có đặt bên JK Audio một cái Vancouver số JKM Lamabic và một đầu giải mã DX Audio, mã là DAX X6. Vâng, thì trước đây thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Minh ạ. Vâng, thì mới tuần trước thôi ạ, vâng, anh có đến tận JK Audio để anh trải nghiệm cái bộ dàn karaoke gia đình. Thì anh lấy cho mình một cái âm ly Jaguar 1604 hàng Komi nội địa xịn luôn ạ. Vâng, và một cái máy nâng tiếng Idol IP100. Sau mấy hôm anh dùng, anh cảm thấy hàng chất lượng thì anh có đặt thêm cho mình một cái Vancouver số JKM 5X. Vâng, và anh mua thêm một cái đầu giải mã nữa ạ. Vâng, thì anh Minh nhé, trước mặt anh Minh đây ạ, thì là cái Vancouver đây ạ, Vancouver JA, Vancouver số JA, mã là KM 5X. Vâng, đặc biệt cái dòng này là có 8 chế độ mic mà rất là nhiều tín đồ âm thanh săn lùng, hàng thì cũng rất là hiếm. Đặc biệt cái dòng này là có 8 chế độ mic và chế độ 5 là có cả echo và reverb dùng để cho người hát yếu. Vâng, đây ở đây là có 8 chế độ đấy ạ. Vâng, anh để chế độ 5 thì bên em đã cài mặc định sẵn cho anh để anh dùng nhé. Chế độ 5 chế độ hay nhất trong các chế độ của nhà sản xuất đã đưa ra ở đây là 8 cái ô này ạ. Vâng, về cơ bản vang cơ hai số thì mặc định nó đã là hay rồi ạ. Vâng, thì chúng ta chỉ can thiệp thêm bass chép hay là chung thôi ạ, một chút xíu là được. Vâng, thì đây là volume của mic. Và bên em có tặng kèm anh dây jack kết nối với lại cái bộ dàn mà anh mới lấy mấy hôm trước của JK Audio nhé. Vâng, sản phẩm thứ hai đó là cái đầu giải mã đấy ạ, FX Audio. Vâng, mã là DAX X6. Vâng, đặc biệt là hiện tại bây giờ cái thời đại công nghệ phát triển và những thay thế những cái đầu âm ly, thay thế những cái đầu VCD ngày xưa, thì chúng ta lấy tín hiệu nhạc từ YouTube, vì mạng bây giờ hầu như là 10 nhà thì có 20 nhà đã sở hữu được cái mạng internet. Vì thế là chúng ta lấy nhạc ở YouTube, mà nhạc ở YouTube thì bị nén rất là nhiều. Vâng, vì thế chúng ta mua thêm một cái đầu giải mã để làm gì? Vâng, để nâng cái giải âm tín hiệu đầu vào từ YouTube xuống và lọc sạch âm từ tín hiệu đầu vào từ YouTube xuống và đi qua cái bộ đầu giải mã này. Đầu giải mã này sẽ chuyển đổi cái tín hiệu âm nhạc đó thành tín hiệu cao nhất và sạch nhất. Đấy, nâng lên một mức là cao nhất để chúng ta đưa vào vang hoặc là đưa vào âm ly, hay là nói chung là đưa vào tất cả các thiết bị để hỗ trợ âm thanh khác. Vâng, thì anh Minh có cho lựa cho mình cái đầu giải mã đấy ạ. Vâng, thì đây là cũng như ba khách hàng mọi khi thôi, thì bên em cũng test sản phẩm trước khi gửi. Thì hiện tại cái Vancouver số JKM 5X của anh Minh hoạt động rất tốt và ổn định. Mình nhớ bên em cũng tặng kèm dây jack kết nối để anh kết nối với cái lưng tiếng và cái âm ly Jaguar 1604 mà anh đã sở hữu. Vâng, dòng Vancouver Live số JKM 5X này bên em có rất nhiều video test nhạc, test hát rất là đầy đủ. Thì hôm nay bên em có chuyển xe sớm cho anh Minh về Hải Dương, thì bên em test sự ổn định. Vâng, thì về mic em hướng dẫn rất chi tiết chế độ 5, chế độ hay nhất, anh cứ để chế độ 5 cho em nhé. Đầu giải mã này thì hình thức kết nối rất là dễ đấy ạ. Vâng, phía sau có hai cổng tín hiệu đầu vào, đó là cổng quang và cổng USB. Đây, cổng quang đây ạ. Vâng, anh cắm ở TV thì anh cắm cổng quang, còn anh cắm từ máy tính anh cắm bằng cổng USB này, màu xanh đây. Còn tín hiệu đi ra đây ạ, ra xong đó chúng ta đưa xuống vang. Đấy, đưa xuống vang. Đấy, tín hiệu đầu vào. Đây là dây nguồn. Vâng, phía trước đây là có một cái công tắc nguồn đấy ạ. Vâng, anh mở lên nhá. Sau đó là anh, ví dụ là anh cắm cổng quang này. Đây, em quay nét tí. Anh cắm cổng quang thì anh gạt lên chế độ Optica này, là chế độ cổng quang. Ở giữa là chế độ USB. Đấy, đây là hai cái cổng này dùng chính. Đây, anh để ý cho em nhé.
Vâng anh Minh ạ, hiện tại hai cái sản phẩm này của anh hoạt động rất tốt và ổn định, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi ra xe cho anh sớm nhất có thể anh nhé. Vâng, sau cùng thì em cũng chúc anh Minh và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc của anh và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Minh và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, đây anh Minh nhá. Vâng, đây anh Minh. Cái vang cơ lai số ZKM55X và cái đầu giải mã Epic Audio là bên em đã kiểm tra và bọc lót rất cẩn thận. Bây giờ em xin phép gửi ra xe anh nhé. Vâng, anh chờ bên em khoảng tầm 2 tiếng rồi ạ. Là anh đã nhận được hàng rồi.